Châu Đốc là thành phố du lịch có nhiều di tích lịch sử, nghệ thuật độc đáo, trong đó di tích Đình Vĩnh Quân, một trong những di tích nghệ thuật cấp quốc gia cổ kính của thành phố Châu Đốc, có lịch sử hơn 200 năm. Đình Vĩnh Quân nằm trên đường Tuy Biên thuộc khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc, to lạc trên một không gian thông thoáng ở điểm giao nhau giữa sông Châu Đốc và sông Hậu là nơi khởi đầu của dòng kênh Vĩnh Tế với phong cảnh khuôn viên xinh đẹp hữu tình. Đình Vĩnh Nguyên cách thành phố Châu Đốc khoảng 1 km. Thờ Thành Hoàng Nguyễn Hữu Lễ, vị công thần đã có công giúp vua cứu dân. Tương truyền rằng một lần Nguyễn Ánh chạy đến đầu kênh Vĩnh Tế, lúc bây giờ chỉ là một con mương, được thông trưởng Nguyễn Hữu Lễ là người dân địa phương quy động dân làng Vĩnh Quân đem xuồng ghe đến đưa đoàn quân Nguyễn Ánh qua sông. Rồi ông cho nhận chìm xuồng ghe, khiến cho quân Tây Sơn đến nơi không truy đuổi kịp. Sau đó, thông trưởng Nguyễn Hữu Lễ đứng ra chịu tội chết thay cho dân làng. Trước sự dũng cảm nghĩa cử cao quý đó, sau khi ông mất, người dân địa phương đã lập nơi thờ phụng để hương khói, tưởng nhớ và tôn kính ông như một vị thần dám liều mình giúp Chúa cứu dân. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long, tưởng nhớ đến công lao của ông nên sắc phong là thành hoàng nghĩa dũng, hữu lễ, Nguyễn Công Tôn Thần, tức thành hoàng làng Vĩnh Nguân. Từ đó người dân địa phương phấn khởi, một lòng cung kính, ngày đêm hương khói thờ phụng tại đình Vĩnh Quan Đến đời vua Khải Định năm thứ 9 lại sắc phong dị, đoàn túc dực bảo trung hưng tôn thần. Đình được xây dựng từ năm nào không ai biết cụ thể, vật liệu bằng cây lá đơn sơ. Sau nhiều lần được sửa chữa và cố đến năm 1929, ông đốc phụ xứ Trương Tấn Dị cùng ban quý tế dời ngôi đình từ sau trường học Vĩnh Quan cũ về địa điểm hiện nay đình vĩnh nguồn được xây dựng theo kiểu ba gian hai trái mái đình lập ngói tường gạch xây hồ voi ô dước phần chính diện dựng cột tròn cam xe bao gồm các công trình đại điện võ quy võ ca nhà ngói bàn thờ chính được đặt nơi trang trọng nhất ở đại điện thờ thành quang nguyễn hữu lễ chánh điện kết cấu theo kiểu cổ lầu tam cấp với các thân kèo được thợ xưa chạm khắc nhiều đường nét hoa văn, hoa lá, đầu rồng, dờ mây trông đẹp mắt. Nóc đại điện gắn bộ lưỡng long tranh châu, phía dưới đắp nổi phù điêu mai điểu, cột được trang trí hoa văn gắn với các liễn đối có chạm khắc hoa lá hình tứ linh, bát tiên làm tăng vẻ uy nghi cổ kính. Các tác phẩm được chạm khắc hết sức cầu kỳ, tinh xảo và độc đáo. Cách bài trí nhiều hiện vật thờ tự ở đình mang tính lịch sử cao như bài vị, hòm sắt, lá sắt, khánh thờ, long đình, bàn thờ tả bàn, hữu bàn, tiền hiền hậu hiền, có tổng số 21 bàn thờ cổ, vật liệu bằng gỗ được cẩn ốc xa cừ hoặc chạm khắc các điển tích như văn dương cầu hiền, bá nhà khóc tự kỳ hoặc mai cúc điểu Bên cạnh đó còn có các bộ tranh sơn thủy vẽ phong cảnh sống động ở các bàn thờ và trên các mặt dựng ở nóc mái đình đã được danh họa vẽ nhiều loại chim thú, hoa lá, cảnh vật sống động mang đậm nét nghệ thuật có lịch sử trên 200 năm. Và hàng năm à, có làm lễ vỗ à, ông tướng à, Thành à, Nguyễn Hữu Lễ và mình cũng lấy làm ái mộ những người đã có công sức trong đóng góp trong cái mảnh đất quê hương mình và và mình cũng mong mỏi rằng là cho bà con trong cái địa phương mình trước nhất là sức khỏe tốt và cuộc sống được an vui hạnh phúc thì uh, dân chúng tín ngưỡng ông lại vị ông rất linh thiêng rồi uh, dân chúng đến đây là trước là cầu nguyện quốc thái dân an đó, sau là cầu nguyện cho, cho gia đình được bình an, vô sự, mừng ăn, phát đạt, phát tài. Dựa trên nền tảng trung quân ái quốc của thành hoàng Nguyễn Hữu Lễ, người dân Vĩnh Quân phát huy tốt truyền thống yêu nước. Mặc dù là dùng trắng nằm cạnh bộ máy đầu não của các thế lực thực dân đế quốc, nhưng đình là nơi nuôi chứa giao liên, tiếp tế cho cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến của dân tộc trong quá trình kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954, hưởng ứng phong trào yêu nước, Ban chấp hành thanh niên tiền phong xã Vĩnh Quân được thành lập do ông Lê Văn Hành phụ trách, đặt văn phòng, làm việc tại Đình. Sau cách mạng tháng 8 thành công, Đình là nơi xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh của nhân dân. Khi thực dân Pháp trở lại xâm chiếm nước ta lần thứ hai, Đình là địa điểm thành lập Ủy ban Kháng chiến, xây dựng các phong trào chống Pháp trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ năm 1967, ông Trần Văn Thảo được tổ chức cách mạng đưa ra ứng cử hội đồng xã. Ông xây dựng đình làm cơ sở liên lạc với cán bộ các cấp như đồng chí Hai Thời, Ba Biện, Tư Tới. Suốt giai đoạn 1967-1975, đình là nơi cất giấu, phân phối tài liệu và tiếp tế rất nhiều nguồn lực cho cách mạng. Đình Vĩnh Nguyên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 2 tháng 6 năm 2011, là một di tích văn hóa kiến trúc nghệ thuật độc đáo với khuôn viên đối diện ngã ba sông Châu Đốc và kênh Vĩnh Tế là nét đặc trưng luôn được người dân và du khách khen ngợi mỗi khi đến tham quan chiêm bái. Đình Vĩnh Nguyên là niềm tự hào của người dân bởi đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật quý của ông cha ta để lại, định không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh mà còn là hình ảnh thân quen gần gũi rất riêng rất thiêng đối với người dân phường biên giới vĩnh nguồn